không biết bao lâu, có thể 3 ngày, có thể 10 ngày hoặc là nửa tháng, vậy nguyên khí linh triều liền sẽ xuất hiện. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nếu còn có một chút thời gian, vậy ta đuổi ở trên trời nữ trước mặt, hấp thu hết vậy nguyên khí linh triều là tốt. Hoàng lão lắc lắc đầu nói, không được, người không phải đạo tông đệ tử, ta nói, người ngoài cấm chỉ bước vào, người muốn đi u thần ma quật, hấp thu nguyên khí linh triều mà nói, trước hết gia nhập đạo tông. Diệp thần cao mày nói, ta gia nhập đạo tông, không thích hợp chứ. Hắn dẫu sao là luân hồi trận doanh lãnh chúa, cũng không thích hợp gia nhập đạo tông. Hoàng lão đạo, ha ha, người nếu là có cái gì cố kỵ, vậy cũng lấy chỉ làm tầng dưới chót đệ tử ký danh, bắt được đạo tông tông môn lệnh bài là được, đến lúc đó trên danh nghĩa ở môn hạ ta, là được bước vào u thần ma quật, hấp thu nguyên khí linh triều. Đây là ngươi ở đạo tông thi đấu trước, duy nhất có thể bước lên thần cơ hội. Diệp thần xoay chuyển ánh mắt, cười nói, hoàng lão, ta trên danh nghĩa ở học trò ngươi, há chẳng phải là thành ngươi đệ tử. Hoàng lão cười nói, ha ha, làm sao, không vui sao? Bái ta làm sư phụ, rất ủy khuất ngươi sao? Diệp thần cười nói, ta ngược lại là không có vấn đề, không quá ta nếu thành ngươi đệ tử, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút lễ ra mắt chứ. Hoàng lão ngang Diệp thần một mắt, nói, ngươi muốn cái gì lễ vật? Diệp thần hạ thấp giọng, che đậy thiên cơ, nói, ngươi có biết, cầm đế và hoa tổ sau lưng sự việc. Hoàng lão sờ một cái râu, nói, hoa tổ rất nhiều làm ác, đại chủ tể đều đã nói cho ta, ta tất cả đều biết. Diệp thần trong lòng cả kinh, nói, đại chủ tể biết rõ hoa tổ sau lưng, làm ác đa đoan, cái gì cũng không quản sao. Hoàng lão đạo, thật ra thì từ viễn cổ cho tới bây giờ, đại chủ tể một mực ở bàn tư trước trung cực hỏi. Hắn không biết chân chính hoàn mỹ thế giới, rốt cuộc là dạng gì, cho nên hắn cần các loại các dạng người, các loại các dạng lý niệm, không ngừng va chạm, vì vậy thành lập được đạo tông. Hắn dĩ nhiên biết hoa tổ tội ác, nhưng tà ác lý niệm, cũng là mà hắn cần. Bởi vì chỉ có chánh nghĩa lý niệm, hoàn toàn hiền hòa, không có bất kỳ phân tranh thế giới, đã chứng minh là không thể thực hiện được. Như vậy thế giới, sẽ đưa đến một cái đầm nước đọng. Liền như đã rơi vào bóng tối tinh không bờ bên kia vậy. Không có tranh đấu, cũng chưa có tiến bộ. Cái gọi là chính nghĩa, cũng cần tà ác đi tôn lên, mới khá hiện ra chân quý. Có vô tướng sinh, tránh tà cùng theo, khó dễ tướng thành, xấu đẹp so sánh, âm dương tương hợp, chính là kỳ lý. Diệp thần nói, thật là phức tạp. Hoàng lão đạo, dĩ nhiên phức tạp, dẫu sao liên quan đến cuối cùng đại lộ triết lý, nơi nào có như thế dễ dàng hiểu ra. Bất quá, hiện tại ngươi không cần phải để ý đến như thế nhiều, cầm tay ta làm, đi một chuyến đạo tông ngưng thần điện, đơn giản thông qua khảo hạch sau đó, ngươi là có thể trở thành tầng dưới chót đệ tử ký danh. Sau đó, ngươi cũng có thể đi u thần ma quật, hấp thu nguyên khí linh triều. Ngươi hôm nay khẩn yếu nhất chuyện, chính là tăng lên thực lực, mau sớm bước lên thần, bắt lại đạo tông thi đấu hạng nhất. Như vậy, ta và đại chủ tể, mới có thể cùng ngươi nói một chút. Bước kế tiếp kế hoạch. Nói xong, hoàng lão luyện bên trong kim quang lóe lên, hóa ra một tấm giấy viết thư, giao cho Diệp thần. Giấy viết thư phía trên, in một nhóm hành màu vàng chữ viết, coi như là đóng kín một cái thơ đề cử Diệp thần gia nhập đạo tông. Diệp thần nhận lấy giấy viết thư, lại hỏi, hoàng lão, vậy ngươi thái độ là cái gì? Đối hoa tổ thái độ. Hoàng lão ha ha cười nhạt, nói, hoa tổ lão nhân kia. Ta dĩ nhiên là xem hắn khó chịu, có cơ hội giết chết hắn mà nói, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Bất quá, ta là không tiện xuất thủ, chuyện này còn muốn xem ngươi. Diệp thần nói, được, ta sẽ xuất thủ. Bất quá, cầm đế có một cái đàn, kêu cửu tiêu hoàn bội cầm, bị hoa tổ chôn ở máu thịt vũng bùn sâu để, ta muốn đoạt lại vậy cầm đàn. Hoàng lão, chuyện này liền nhờ ngươi. Ngươi đoạt lại cửu tiêu hoàn bội cầm sau đó. Liền đưa cho ta làm lễ vật, ha ha. Hoàng nét mặt già nua ra lay động một tí, bấm ngón tay suy tính, theo dõi sau lưng nhân quả, thần sắc hơi đổi, nói cửu tiêu hoàn bội cầm, máu thịt vũng bùn. Cái đàn này, sợ rằng không dễ cướp lấy chứ. Diệp thần cười nói, ngươi có biện pháp. Hoàng lão đạo, ngươi muốn gọi ta trộm. Cửu tiêu hoàn bội cầm ở máu thịt vũng bùn chỗ sâu nhất, cho dù là thiên đế cường giả, cũng khó mà đột phá tầng tầng thối giữa máu thịt. Đem vậy cầm đàn đào lấy ra. Nhưng, hoàng lão nắm giữ đại hoang trộm thiên thuật, chỉ cần có xác thực tọa độ,
hắn có thể ăn cắp bất kỳ đồ. Diệp Thần cười nói, đúng vậy. Hoàng lão trầm giọng nói, nếu là ta trộm đi cửu tiêu hoàn bội cầm, Hoa Tổ nhất định phải trở mặt với ta. Diệp Thần nói, tóm lại, Hoàng lão, chuyện này liền nhờ ngươi. Hoàng lão lườm một cái, nói, ngươi cho ta lăn, trước thông qua khảo hạch, gia nhập đạo tông nói sau. Diệp Thần xem Hoàng lão hình dáng, cũng biết hắn thật ra thì coi như là đáp ứng. Hoàng lão, vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt. Diệp Thần cười chắp tay một cái, lúc này tạm biệt Hoàng lão, cầm hắn giấy viết thư thủ lệnh, đi đạo tông ngưng thần điện. Ở vô vô thời y không bên trong, đạo tông có rất nhiều sơn môn. Những thứ này sơn môn, đều là dòng thứ. Đạo tông chân chính nồng cốt sơn môn, dõi mắt toàn bộ vô vô thời y không, biết người vậy lác đác không có mấy. Đó là đại chủ tể cư trú chỗ tu luyện, đặc biệt thần bí. Hoàng lão muốn Diệp Thần đi địa phương, tự nhiên không phải đạo tông nơi chủ yếu bàn, mà là một cái gần đây thiết lập cứ điểm. Lại có thể ở rừng rậm bóng tối vùng lân cận. Rừng rậm bóng tối, có thể nói là vô vô thời y không nổi tiếng cấm địa, bên trong có rất nhiều thời không vòng xoáy, thời gian pháp tắc cùng ngoại giới khác hẳn không cùng. Ngoại giới chỉ trải qua một ngày, ở rừng rậm bóng tối bên trong, thì có thể vượt qua thiên bách kỷ nguyên. Diệp Thần còn nhớ, Nhâm Phi Phàm trước kia từng rơi xuống rừng rậm bóng tối, cũng trong vòng thời gian ngắn, trải qua ngàn thế kỷ nguyên, cuối cùng lại lấy được thiên đế Kim Luân. Cái này rừng rậm bóng tối, Diệp Thần đều không đi qua. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đạo tông lại có thể sẽ ở rừng rậm bóng tối vùng lân cận, thành lập cứ điểm. Làm Diệp Thần biến dạng hư không, đi tới nơi này cái đạo tông cứ điểm thời điểm, liền thấy được vô cùng huy hoàng cảnh tượng. Ở một vùng nhân công mở ra cự đại bình nguyên trên, đứng sừng sững từng ngọn cung điện nguy nga, cổ sắc cổ nhang, tiên khí trôi dạt, kim quang cổn địa, đỏ nghê hà thải muôn vàn, trong hư không lơ lửng một tấm bảng, phía trên in đạo tông hai chữ. Đây chính là đạo tông mở ra cứ điểm, rõ ràng là một phiến thật lớn sơn môn thánh cảnh. Mà cùng cái này phiến thánh cảnh tương đối, không tới trăm dặm địa phương, chính là một phiến to lớn đen nhánh, cây cối sum xuê rừng rậm. Cánh rừng kia, lượn lờ nồng đậm hôi vụ, còn có màu đen chướng khí, che khuất bầu trời, giống như cất giấu vô tận hung hiểm. Chính là trong truyền thuyết rừng rậm bóng tối. Đạo tông sơn môn cùng rừng rậm bóng tối, tương đối xa, một bên thần thánh huy hoàng, một bên hắc ám quỷ dị, Diệp Thần từ không trung xem, đánh vào thị giác vô cùng mãnh liệt. Đạo tông lại có thể cầm sơn môn xây ở chỗ này. Diệp Thần trong lòng ngầm thất kinh kỳ, chậm rãi từ không trung hạ xuống, cất bước đi về phía đạo tông sơn môn. Hắn nhưng là thấy, thật nhiều tu sĩ võ giả, từ bốn phương tám hướng chạy tới, hiển nhiên đều là muốn bái nhập đạo tông người. Đạo tông là vô vô thời y không thần bí nhất tông môn, sau lưng đại chủ tể, lại là kinh thiên vĩ địa nhân vật lớn. Ở vô vô thời y không bên trong, mỗi ngày đều có vô số người, chen chúc bể đầu muốn gia nhập đạo tông. Đạo tông cái này mới sơn môn, làm sao xây ở rừng rậm bóng tối vùng lân cận. Cái này rừng rậm bóng tối hơi thở, thật là làm người ta phát mao, chỗ này, làm sao xem cũng không giống phong thủy bảo địa, đạo tông rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nghe nói đạo tông đang điều tra đế rơi vũ trụ rơi xuống, bọn họ tra được một ít đầu mối, và rừng rậm bóng tối có liên quan. Đế rơi vũ trụ. Đúng vậy, nghe nói thập đại cổ thần khí bên trong, uy lực đáng sợ nhất đế rơi vũ trụ, có thể ngay tại rừng rậm bóng tối bên trong, cho nên đạo tông cầm sơn môn xây ở chỗ này, là vì điều tra, cướp lấy chí bảo. Tin tức đảm bảo thật sao? Ta nào dám đảm bảo thật, đều là nghe nói. Diệp Thần che giấu hơi thở, xen lẫn trong đám người bên trong, lại nghe được người chung quanh đang nghị luận. Rất nhiều tu sĩ cùng võ giả, vậy hết sức tò mò, không biết tông vì sao phải đem sơn môn, xây ở rừng rậm bóng tối vùng lân cận. Có người thậm chí nói, cái này sau lưng, có thể và trong truyền thuyết cổ thần khí, đế rơi vũ trụ có liên quan. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, âm thầm suy tính thiên cơ. Muốn theo dõi đế rơi vũ trụ cùng rừng rậm bóng tối nhân quả, nhưng phát hiện sương mù nồng nặc, hoàn toàn không nhìn thấu. Cái này đế rơi vũ trụ, hắn cũng không cách nào xác định, có phải là thật hay không ở rừng rậm bóng tối. Nếu như đế rơi vũ trụ, thật những ở rừng rậm bóng tối mà nói, vậy thì phiền toái. Dẫu sao rừng rậm bóng tối chỗ này, nhưng mà vô vô thời y không nổi tiếng cấm địa chỗ chết,
thiên đế tiến vào đều có rơi xuống nguy hiểm, muốn ở trong đó đoạt bảo, thật quá khó khăn. Diệp Thần lắc đầu một cái, thu liễm tâm thần, theo đám người cùng tiến vào đạo tông Sơn Môn. Sơn Môn có trấn thủ trưởng lão, đám người cần phải xuất ra thư mời, thơ đề cử, hoặc là đặc thù tín vật, mới có thể vào trong đó. Nếu như không có bất kỳ tín vật cùng đề cử, đạo tông là không thu. Diệp Thần thấy có chút võ giả tu sĩ, không có tín vật, quả nhiên liền bị khách khí mời đi ra ngoài. Đạo tông ngưỡng cửa nhập môn, có thể so với phổ thông tông môn cao hơn. Diệp Thần cầm ra Hoang lão cho hắn giấy viết thư thủ lệnh, đưa cho trấn thủ trưởng lão. Tin kia tiền phía trên, viết có Diệp Thần thân phận, là luân hồi chi chủ. Vậy trấn thủ trưởng lão, nhưng là một mặt bình tĩnh, rõ ràng cho thấy gặp qua tình cảnh to lớn, vậy không hoảng loạn, gật đầu một cái liền để cho Diệp Thần tiến vào. Diệp Thần vào Sơn Môn sau đó, liền được an bài đến vùng lân cận trên quảng trường, chuẩn bị chờ đợi khảo hạch nhập môn bắt đầu. Thả ta đi vào, ta tại sao không thể đi vào? Đợi một hồi, Diệp Thần lại nghe được Sơn Môn lối vào, truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Hắn ánh mắt nhìn sang, nhưng thấy một cái da thịt trắng nõn cô gái đổ đen, đang muốn xông vào đạo tông núi bên trong cửa, nhưng bị trấn thủ trưởng lão ngăn lại. Trấn thủ trưởng lão nói, cô nương, người không có bất kỳ người đề cử, cũng không phải ta đạo tông đặc biệt mời thiên tài, người không thể vào núi, xin trở về đi. Cô gái quần áo đen kia nói, ta ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua 10 thế kỷ nguyên thời gian, ta không tư cách gia nhập đạo tông sao? Ta cần các ngươi đạo tông che chở, cổ tinh môn đang đuổi giết ta. Van cầu các ngươi, giúp ta một tay, để cho ta đi vào. Chỉ cần các ngươi chịu thu nhận ta, ta có thể nói cho các ngươi một cái bí mật. Cô gái đồ đen vẻ mặt lại là nóng nảy, lại là khủng hoảng. Nàng hình dáng có chút chật vật, tóc xanh xốc xếch, trên y phục có rất nhiều vết máu cùng tan vỡ, có thể thấy trên da thịt đao kiếm vết máu vết thương. Xem nàng hình dáng, đúng là hình như là bị người đuổi giết. Bùi Vũ Hàm. Diệp Thần thấy cô gái quần áo đen kia, nhưng là thất kinh. Cô gái áo đen kia, hắn là nhận được, lại là Bùi Vũ Hàm, chưa rõ là ma nữ chuyển thế. Đã từng ở huyền hải thời không bên trong, Diệp Thần gặp qua Bùi Vũ Hàm, đối phương ra đời ngày, chính là ma nữ rơi xuống ngày. Cho nên, Diệp Thần vẫn luôn hoài nghi, cái này Bùi Vũ Hàm, chính là ma nữ chuyển thế. Bùi Vũ Hàm vừa sanh ra, liền trên trời hạ xuống dị tượng, có hắc điểu phá không bay tới, đem nàng tha đi, bay đến rừng rậm bóng tối bên trong. Nàng từng ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua một cái kỷ nguyên thời gian. Nhưng hiện tại, chính nàng lại nói, nàng đã ở rừng rậm bóng tối bên trong, ước chừng vượt qua 10 thế kỷ nguyên thời gian. Rừng rậm bóng tối tràn đầy quỷ dị, có thể ở bên trong vượt qua 10 thế kỷ nguyên, đã có thể nói thiên tài. Tại chỗ rất nhiều võ giả tu sĩ, còn có vậy trấn thủ trưởng lão, đều là một hồi giật mình. Dẫu sao có thể còn sống từ rừng rậm bóng tối bên trong đi ra người, không hề nhiều. Mà càng để cho Diệp Thần kinh ngạc, là Bùi Vũ Hàm nói, cổ tinh môn đang đuổi giết nàng. Cổ tinh môn tại sao phải đuổi giết nàng? Chẳng lẽ trên người nàng, coi là thật có bí mật gì? Thả ta vào đi thôi, cổ tinh môn người muốn truy đuổi đánh tới, ta không muốn chết. Bùi Vũ Hàm nhìn trấn thủ trưởng lão, thanh âm mang cầu khẩn. Nàng có thể ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua 10 thế kỷ nguyên, thiên phú cùng thực lực, vô cho nghi ngờ. Chỉ cần nàng có thể đi vào đạo tông, nhất định có thể thông qua bất kỳ khảo hạch, trở thành đạo tông đệ tử. Trấn thủ trưởng lão trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu nói, xin lỗi, cô nương, ngươi không có bất kỳ tín vật, không thể gia nhập đạo tông, chúng ta đạo tông không thu tán tu. Ngươi nếu là bị người đuổi giết, hoặc là có thể đi cát thành tránh một chút. Bùi Vũ Hàm nói, ta khí cơ đã bị phong tỏa, không đi được cát thành, chỉ có thể cầu các ngươi đạo tông thu nhận. Ta có thể nói cho các ngươi một cái bí mật lớn bằng trời. Vậy trấn thủ trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là lắc đầu. Vị cô nương này. Ngay tại lúc này, một đạo ôn nhã ấm áp thanh âm vang lên. Chỉ gặp một người đàn ông, người mặc vào màu thiên thanh đổ sứ in hoa pháp bào, giữa eo bội kiếm, phong tư yêu nhã, chậm rãi từ không trung đáp xuống, hướng Bùi Vũ Hàm nói. Ngươi là muốn gia nhập đạo tông sao? Thấy nam tử này hạ xuống. Vậy trấn thủ trưởng lão nhất thời cảm thấy kính nể, khom người hành lễ nói. Gặp qua thanh sam thiếu gia.
Mà chung quanh rất nhiều võ giả tu sĩ, thấy nam tử này sau đó, cũng là rối rít rối loạn rối loạn. Đây không phải là quần tinh đạo tổ đệ tử chân truyền, Thanh Sam Ngạn sao? Nghe nói hắn đã lấy được quần tinh đạo tổ chân truyền, là mộ đạo bảng hạng thứ hai tuyệt thế thiên tài. Đúng vậy, nếu như không phải là Chu Võ Hoàng quá ngoại hạng, hắn hẳn là mộ đạo bảng đệ nhất. Lần này đại lộ tranh phong, Thanh Sam Ngạn tuyệt đối có tư cách tranh đoạt hạng nhất. Nam tử kia nghe người chung quanh nghị luận, vẫn là thần sắc lạnh nhạt hình dáng, hàm dưỡng tu vi rất tốt. Thanh Sam Ngạn. Diệp Thần yên lặng nhắc tới danh tự này, tựa hồ cũng có chút ấn tượng, thật giống như ở mộ đạo trên bảng thấy qua, ngay tại Chu Võ Hoàng tên chữ phía dưới, là thần đạo cảnh đỉnh cấp thiên tài trẻ tuổi. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Thanh Sam Ngạn, Diệp Thần liền cảm thấy người này không đơn giản, hơi thở sán như tinh thần, mênh mông tinh khiết, không một chút tà khí lệ khí, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy mười phần thoải mái. Thanh Sam Ngạn sư phụ, là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, chính là đạo tông bát tổ một trong, kêu quần tinh đạo tổ. Cái này quần tinh đạo tổ, Diệp Thần còn không gặp qua, vậy không tiếp xúc qua, nhưng thiên cơ thấy rõ dưới. Hắn nhưng là cảm thấy vô cùng kinh khủng khí tức cường đại, lại đặc biệt cổ xưa. Cái này quần tinh đạo tổ, tựa hồ là đạo tông bát tổ bên trong, sớm nhất đi theo đại chủ tể người. Đạo tông bát tổ cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ lẫn nhau so tài tỷ võ, kiểm chứng tu vi. Mà mỗi lần tỷ võ, xếp hạng hạng nhất, thiết đánh không thay đổi, vẫn luôn là quần tinh đạo tổ. Có thể tưởng tượng được, cái này quần tinh đạo tổ thực lực, có lợi hại dường nào. Cái này Thanh Sam Ngạn, là quần tinh đạo tổ đệ tử chân truyền, thiên phú, nhân phẩm, tu vi, đều là không thể bắt bẻ, có thể nói là quân tử như ngọc vậy nhân vật. Diệp Thần ở Thanh Sam Ngạn trên mình, lại có thể không thấy được một chút năm tháng mài mòn, giết hại dấu vết chiến đấu. Vậy mà nói, thần đạo cảnh tu sĩ, trải qua chiến đấu giết hại vô số, lại tu luyện rất lâu năm tháng, trên mình khẳng định thật nhiều dấu vết. Nhưng cái này cái Thanh Sam Ngạn. Nhưng là một chút mài mòn dấu vết cũng không có, ôn nhã như ngọc, mát mẻ như gió, cả người sứ thanh hoa ấn để pháp bào, càng lộ vẻ được hắn phong nhã nhẹ nhàng. Bùi Vũ Hàm ngơ ngác nhìn Thanh Sam Ngạn, xem người chung quanh thái độ, cũng biết hắn thân phận bất phàm, nói, ngươi. Ngươi có thể để cho ta gia nhập đạo tông sao? Thanh Sam Ngạn ôn hòa cười nói, ngươi tên gọi là gì? Trước kia sư thừa vì sao phái? Bùi Vũ Hàm nói, ta kêu Bùi Vũ Hàm. Trước kia ở huyền hải thời không, coi như là Thái Hải Thiên Đế và Huyền Trần Thiên Đế con dân. Thanh Sam Ngạn cười nói, à, thì ra là như vậy. Ta thiếu một cái tỷ nữ, không biết ngươi có không có hứng thú. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, ta có thể che chở ngươi chu toàn, ngươi cũng không cần sợ bị cổ tinh môn đuổi giết. Bùi Vũ Hàm thân thể run lên, nói, tỷ nữ sao? Thanh Sam Ngạn nói, đúng vậy. Tương lai ngàn năm thời gian, ngươi hoàn toàn nghe lệnh của ta, ta kêu ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, không được phản kháng. Đây là ngươi duy nhất mạng sống biện pháp. Nếu không, ta thấy ban thiên đế đệ tử, lại tựa hồ đã mau đuổi giết đi lên, ngươi đại khái là không ngăn được. Làm ta tỷ nữ, chí ít không cần chết. Ngàn năm sau, ta có thể rất nhiều ngươi tự do, như thế nào? Thanh Sam Ngạn thanh âm, giống như mang theo ma lực vậy. Câu tâm hồn người, chấn động nhân thần phách. Bùi Vũ Hàm thân thể mềm mại run dữ dội hơn, nàng rõ ràng cho thấy và ban thiên đế đệ tử giao thủ qua, đối phương mang cho nàng to lớn sợ hãi, còn có chết uy hiếp. Ở chết dưới uy hiếp, nàng đạo tâm, đã mau không chịu nổi. Nàng cắn chặt hàm răng môi đỏ mọng, suy nghĩ luôn mãi, cuối cùng là một tiếng, quỳ xuống Thanh Sam Ngạn trước mặt, nói, nô tỳ. Nô tỳ Bùi Vũ Hàm, ra mắt công tử. Cái nà ơ nô tỳ hai chữ, nàng nói được mười phần khuất nhục, nếu như không phải là tử vong uy hiếp, nàng là tuyệt không muốn cam tâm làm nô. Toàn trường không hề thiếu võ giả tu sĩ, nhưng là phát ra một hồi thanh âm hâm mộ. Bởi vì đối người bình thường mà nói, có thể trở thành Thanh Sam Ngạn nô tỳ, đã là tám đời đã tu luyện có phúc. Rất tốt, Thanh Sam Ngạn gặp Bùi Vũ Hàm chịu quy thuận, mỉm cười gật đầu một cái, ánh mắt bỗng nhiên nhưng nhìn về Diệp Thần. Khách khí chắp tay nói. Tại hạ Thanh Sam Ngạn, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ. Nghe tiếng đã lâu Luân Hồi Chi Chủ đại danh, hôm nay được gặp tôn phạm, có vẻ vinh hạnh. Chỉ Bùi Vũ Hàm, ta cái này mới thua nữ tỳ, thân xác linh khí nội tình không tệ,
nếu như luân hồi chi chủ không chê, ta liền đem nàng đưa cho ngươi làm lò, mọi người kết giao bằng hữu. Nghe được Thanh Sam Ngạn mà nói, toàn trường võ giả tu sĩ kinh hãi, ánh mắt đồng loạt nhìn về Diệp Thần. Lúc đầu hắn chính là luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ làm sao cũng tới nơi này. Chẳng lẽ hắn vậy muốn gia nhập đạo tông sao? Từng cơn tiếng nghị luận truyền tới. Diệp Thần cũng là sửng sốt một tí, không nghĩ tới Thanh Sam Ngạn đã phát hiện mình. Thậm chí, Thanh Sam Ngạn còn nói, phải đem Bùi Vũ Hàm đưa cho mình, coi là lò. Bùi Vũ Hàm nhận ra Diệp Thần, cũng là lấy làm kinh hãi, rồi sau đó gò má một đỏ. Nàng bị Cổ Tinh Môn đuổi giết, khổ không thể tả, là cầu sống mệnh, đã vừa mới đáp ứng làm nô ngàn năm, nội tâm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Thanh Sam Ngạn sẽ đem nàng đưa cho Diệp Thần, làm lò. Thanh Sam huynh, không cần, ta không cần gì lò. Diệp Thần chắp tay đáp lễ, lắc đầu một cái, cũng không có muốn thu Bùi Vũ Hàm ý. Cái này Bùi Vũ Hàm, rất có thể là ma nữ chuyển thế, ngang hàng là một cái ẩn núp rắn độc. Đem nàng thu giữ ở bên người, cũng không phải là chuyện gì tốt. Thanh Sam Ngạn cười nói, luân hồi chi chủ, không suy nghĩ một chút không? Ta cái này nữ tỳ, người có mắt nơi gặp, nàng thân xác linh khí dư thừa rất, thật sự là không thể có nhiều lò. Diệp Thần lắc đầu nói, thật không cần, Thanh Sam huynh vẫn là giữ lại mình hưởng dụng đi. Thanh Sam Ngạn không biết làm sao cười một tiếng, nói tại hạ tu luyện quần tinh vô tướng công, còn không viên mãn đại thành, nhưng là không thể dính nữ sắc. Cái này lò, ta trước hết thay luân hồi chi chủ thu lại, người lúc nào cần, vẫn có thể cùng ta nói một tiếng. Diệp Thần lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Bùi Vũ Hàm cái này lò, hắn là không có hứng thú gì. Toàn trường người bàn luận sôi nổi, ánh mắt ở Diệp Thần, Bùi Vũ Hàm, Thanh Sam Ngạn trên thân ba người chuyển động, đều là chặc chặc lấy làm kỳ. Tiếp theo, Thanh Sam Ngạn liền mang đi Bùi Vũ Hàm. Mà Diệp Thần và rất nhiều võ giả tu sĩ, ở mấy cái đạo tông trưởng lão tiếp đón hạ, đi trên núi Ngưng Thần Điện, tham gia khảo hạch nhập môn. Cái này khảo hạch nhập môn, khảo tra người đạo tâm, ý chí, võ đạo thần thông, cảnh giới tu vi vân. Vân. Những thứ này khảo hạch, đối Diệp Thần mà nói, dĩ nhiên là không đáng giá để ra, hắn rất thuận lợi thì hoàn toàn thông qua. Ước chừng đến vào lúc giữa trưa, khảo hạch kết thúc, Diệp Thần lấy được rồi một tấm lệnh bài, là đạo tông đệ tử tông môn lệnh bài. Tấm lệnh bài này, Hắc Thiết Đúc, đại biểu Diệp Thần thân phận, là tầng dưới chót nhất đệ tử ký danh. Đạo tông tầng dưới chót nhất đệ tử ký danh, không có quyền lực gì. Thật ra thì lấy Diệp Thần thành tích khảo hạch và thân phận, hắn có tư cách giữa đường tông đệ tử chân truyền. Bất quá, hắn tự thân là luân hồi trận doanh lãnh chúa, tự nhiên bất tiện lại dính quá mức bàng tạp nhân quả. Ở đạo tông treo cái tên chữ, bắt được tông môn lệnh bài, có thể thuận lợi ra vào một ít nơi, là đủ rồi. Bắt được tông môn lệnh bài sau đó, Diệp Thần xuống núi, nhưng thấy có hai đạo thân ảnh, ở dưới chân núi chờ. Chính là Thanh Sam Ngạn và Bùi Vũ Hàm. Lúc này Bùi Vũ Hàm, đã đổi lại một bộ màu xanh tỷ nữ quần áo. Nhưng, nàng giữa hai lông mày nhuệ khí cùng bất khuất, là bất kỳ ăn mặc cũng không che giấu được. Xem nàng hình dáng, hiển nhiên đã từ bị đuổi giết trong hiểm cảnh đi ra ngoài, có thể bình tĩnh nhìn Diệp Thần, cúi đầu hành lễ nói, gặp qua luân hồi chi chủ. Các đạo hữu, đầu tháng nhớ bỏ phiếu ha ha. Thanh Sam Ngạn cười nói, luân hồi chi chủ, chúc mừng ngươi gia nhập ta đạo tông, tiếp theo, ngươi là muốn đi U Thần Ma Quật, hấp thu nguyên khí linh triều sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, ngươi làm sao biết? Thanh Sam Ngạn cười nói, thực không dám giấu giếm, U Thần Ma Quật chỗ đó, chính là do ta trấn thủ, Hoàng Tổ đã phân phó qua ta, nói ngươi chuẩn bị muốn tới, kêu ta chiếu cố nhiều hơn. Theo như lời hắn Hoàng Tổ, chính là Hoàng Lão Hoàng tự tại. Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng là không nghĩ tới, cái này Thanh Sam Ngạn, lại vẫn là U Thần Ma Quật trấn thủ người, thân phần thực lực quả nhiên lợi hại. Đã như vậy, vậy thì xin nhờ Thanh Sam huynh chiếu cố. Diệp Thần khách sáo chắp tay. Thanh Sam Ngạn gương mặt nhưng đổi được ngưng trọng, nói, luân hồi chi chủ, thật ra thì ta muốn khuyên ngươi, tạm thời không nên đi U Thần Ma Quật. Diệp Thần nói, tại sao? Thanh Sam Ngạn nói, hôm nay U Thần Ma Quật, nguyên mạch đổi được cực kỳ sao sao sao, ta hoài nghi lần này nguyên khí linh triều, sẽ là một lần nguyên linh bảo. Diệp Thần trong bụng hồ nghi,
nói cái gì gọi là nguyên linh bạo. Thanh Sam Ngạn nói, chính là nguyên khí linh triều năng lượng, cực kỳ hùng hồn dư thừa, nguyên khí đậm đà đến có thể đưa tới nổ bước. Một lần nguyên linh bạo năng lượng, tương đương với 10 lần thông thường nguyên khí linh triều, nếu như có thể hấp thu, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, nguyên khí quá mức nồng nặc, liền sẽ thành được cuồng bạo, thậm chí đưa tới nổ, hăng quá hóa dở. Ta học hỏi nguyên mạch, suy đoán lần này nguyên khí linh triều, rất có thể sẽ tạo thành nguyên linh bạo, vô cùng nguy hiểm. Đã từng, U Thần Ma Quật liền phát sinh qua nguyên linh bạo, đem lúc ấy chuẩn bị hấp thu nguyên khí đạo tông đệ tử, liên quan bị hấp dẫn mà đến hắc ám hồn tộc nhân sĩ, toàn bộ nổ chết. Cho nên, ta khuyên ngươi không nên đi, ta chính mắt gặp qua nguyên linh bạo uy lực, vậy thần đạo cảnh tu sĩ, ở nguyên linh bạo dưới, yếu ớt được giống như một tờ giấy. Càng nói xong lời cuối cùng, Thanh Sam Ngạn giọng liền bộc phát ngưng trọng, hiển nhiên hắn là chính mắt gặp qua nguyên linh bạo uy lực. Diệp Thần không có bị hù dọa, ngược lại tới hứng thú, nói, Thanh Sam huynh, ngươi nói nguyên linh bạo ẩn chứa nguyên khí năng lượng, là phổ thông nguyên khí linh triều 10 lần. 10 lần nguyên khí năng lượng, đối hiện nay Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ là quỳnh tương ngọc lộ, món ăn ngon món ngon, nếu có thể hấp thu, hắn tu vi tuyệt đối có thể đột phá. Thanh Sam Ngạn cười khổ nói, luân hồi chi chủ, xem bộ dáng của ngươi, ngươi là không sợ chết. Nguyên linh bạo uy lực, ngươi trước hay là xem nói sau. Vừa nói, Thanh Sam Ngạn ngón tay nặn quyết, màu xanh mưa bụi lững lờ, chậm rãi ngưng kết ra một bức thiên cơ hình ảnh. Đây là khá là cổ xưa hình ảnh bối cảnh, là một tòa hắc ám to lớn hang. Có mấy trăm cái đạo tông đệ tử, ngồi xếp bằng ở trên đất, hai tay nặn quyết, bày ra tu luyện tư thái. Ở bọn họ chung quanh, có từng luồng thủy tinh vậy nguyên khí, ở còn quấn. Bọn họ đang hấp thu nguyên khí, tăng lên tự thân tu vi. Nhưng bỗng nhiên, theo mặt đất chỗ sâu truyền tới một hồi vang lớn, chung quanh bọn họ nguyên khí, vậy ngay tức thì đổi được cuồng bạo, điên cuồng sôi trào, từ thủy tinh vậy trong suốt màu sắc, hóa thành màu tím, nguyên khí năng lượng lập tức tăng vọt 10 lần. Cuồng bạo màu tím nguyên khí, giống như hóa thành sóng gió kinh hoàng, ở trong sân bảo hiếu, cuối cùng phát ra từng trận động trời nổ. Ở đó nguyên khí nổ bên trong, mấy trăm cái đạo tông đệ tử, tại chỗ liền bị nổ thành mảnh vỡ, máu thịt tung tóe, tình cảnh 10 phần thảm thiết. Bọn họ bên trong, không thiếu thần đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ, mọi người đều có hộ thân pháp bảo hoặc là thủ đoạn, nhưng ở vậy nguyên linh bạo dưới, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng, tất cả người hóa thành bể nát máu thịt. Diệp Thần nhìn xong cái này đã từng là hình ảnh, nhướng mày một cái, nói cái này nguyên linh bạo, uy lực xác thực khủng bố. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá, ta có chút hộ thân thủ đoạn, đủ để ở nguyên linh bạo bên trong còn sống sót, Thanh Sam huynh không cần quá mức lo lắng. Nguyên linh bạo nguy hiểm to lớn sau lưng, là to lớn giống vậy cơ duyên. Nếu như có thể hấp thu sao nguyên khí, Diệp Thần phỏng đoán mình tu vi, bước lên thần không dám nói. Nhưng chỉ ít có thể đột phá đến vô lượng cảnh 9 tầng trời. Cái này vô lượng cảnh 9 tầng trời, nhưng mà mấu chốt một vòng, chính là tiên đế, một khi đột phá, đó chính là chất lột xác. Thanh Sam Ngạn gặp Diệp Thần bộ dáng như vậy, nhất thời mặt lộ không biết làm sao vẻ, cũng biết thì không cách nào khuyên can Diệp Thần, liền nói. Luân hồi chi chủ, xem ra ngươi là cố ý phải đi U Thần Ma Quật, vậy thôi, ta liền theo ngươi ở bên người. Chí ít vậy có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hoàng tổ kêu ta chiếu cố ngươi, nếu là ngươi chết ở U Thần Ma Quật bên trong, ta cũng không tốt giao phó. Diệp Thần cười nói, vậy thì cảm ơn Thanh Sam huynh chiếu cố. Thương nghị đã định, Thanh Sam Ngạn liền dẫn Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, lên đường đi U Thần Ma Quật. Từ đây chỗ đạo Tông Sơn Môn, đi U Thần Ma Quật, đường xá khá là xa xôi. Thanh Sam Ngạn sử dụng một viên ngôi sao nhỏ, coi là công cụ giao thông. Viên này ngôi sao nhỏ, một đường phá không nhanh bay, tốc độ vậy là đặc biệt mau. Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Bùi Vũ Hàm ba người, liền đứng ở ngôi sao nhỏ trên, chờ đợi mục tiêu đến. Đi tới nửa đường, Diệp Thần cả người lông tơ bỗng nhiên dựng ngược, gáy lạnh như băng, thật giống như bị người quay đầu ngã một chậu nước đá. Đây là đối sát khí và nguy hiểm trực giác. Ở bắt được sát khí ngay tức thì, Diệp Thần liền cảnh giác. Hạ một sát, Thanh Sam Ngạn tựa hồ vậy phát hiện, nhướng mày một cái, gương mặt đổi được nghiêm nghị. Bùi Vũ Hàm còn không chi giác,
không hề biết nguy hiểm đã hạ xuống. Suy rồi. Một đạo nhọn tiếng xé gió, bỗng nhiên từ ba người phía sau truyền tới. Phong Hội Tiếu. Diệp Thần không cần quay đầu lại, thần thức cảm ứng, liền đã thấy một người thanh niên nam tử, đang cầm kiếm phá giết tới, phát động đánh lén. Cái này cái chàng thanh niên, hơi thở đặc biệt khủng bố, nhọn ác liệt, kiếm trong tay vậy mười phần quỷ dị, bảo bọc từng tầng một giống như thi ban vậy dấu vết, để cho người nhìn một cái, liền cảm thấy tự thân tựa như cũng bị thi ban dính, phải đi hướng tử vong. Là hắn, Ban Thiên Đế đệ tử. Diệp Thần thấy cái này cái chàng thanh niên, lập tức liền nhận ra, người nọ lại là Ban Thiên Đế đệ tử. Đã từng, Diệp Thần tìm Nguyệt Thần Thiên Đế bảo tàng, thu hoạch thành công, dự định lúc rời đi, liền gặp phải Ban Thiên Đế đệ tử tập sát. Cái đó Ban Thiên Đế đệ tử, thủ đoạn ác liệt sắc bén, để cho Diệp Thần cũng là trí nhớ sâu sắc. Hôm nay, hắn lại một lần nữa thấy Ban Thiên Đế đệ tử, chỉ cảm thấy đối phương thực lực, so với lần trước, lại có to lớn tăng lên. Chỉ bất quá lần này, vậy Ban Thiên Đế đệ tử, cũng không phải là muốn giết Diệp Thần, mà là khua kiếm ám sát hướng Bùi Vũ Hàm. Lúc đầu hắn là hướng về phía Bùi Vũ Hàm tới. Vậy Ban Thiên Đế đệ tử, trường kiếm đã ám sát đến nửa đường, Bùi Vũ Hàm mới phản ứng được, quay đầu mong đến đối phương ánh mắt lạnh như băng, nhất thời à một tiếng thét chói tai đứng lên, tràn đầy sợ hãi ý. Bùi Vũ Hàm không phải người yếu gì, ngược lại, nàng có thể ở rừng rậm bóng tối bên trong, vượt qua 10 thế kỷ nguyên thời gian, nàng đạo tâm tu vi, đã vượt qua đại đa số chân thần. Nhưng là, đối mặt vậy Ban Thiên Đế đệ tử, nàng vẫn là cảm thấy sợ hãi. Bởi vì, vậy Ban Thiên Đế đệ tử kiếm khí, tràn đầy mãnh liệt loang lổ ăn mòn sát khí, có thể ăn mòn người đạo tâm, coi như là Bùi Vũ Hàm, cũng không cản được. Kiếm khí chưa tới, nàng trên da thịt, đã xuất hiện tầng tầng âm ban, mười phần khủng bố. Đó là nàng đạo tâm, đã gặp phải ăn mòn dấu hiệu. Diệp Thần đạo tâm cường hãn, đổ là không bị ảnh hưởng. Hắn đang định ra tay cản đường, một bên Thanh Sam Ngạn, hừ một tiếng, trong tay có ngón tay bắn liền, trong cơ thể linh khí hóa thành từng luồng ánh sao, gào thét lao ra, lại giống như thực chất vậy, đụng vào vậy Ban Thiên Đế đệ tử trên thân kiếm, phát ra liên tiếp đinh đinh đương đương thanh âm. Quý dịch, ở ta trước mặt, người vậy muốn giết người, không khỏi quá xem thường ta. Thật coi mình luyện thành ma Ban Thiên Lão Quyết, liền vô địch sao? Thanh Sam Ngạn thần sắc âm hàn, trước mắt ác liệt, hiển nhiên là biết đối phương. Cái đó gọi quý dịch Ban Thiên Đế đệ tử, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng không nghĩ tới mình đánh lén, sẽ như thế dễ dàng liền bị ngăn trở. Nhất kích không trúng, quý dịch phản ứng thật nhanh, lập tức rút người ra lui về phía sau, thân thể muốn dần dần không nhìn thấy ở trong hư không mặt, bỏ trốn. Ở lại đây đi. Quần tinh vô tướng công, cho ta phong tỏa. Thanh Sam Ngạn quát lên một tiếng lớn, thần đạo cảnh đỉnh cấp quy luật năng lượng ầm ầm bùng nổ, trên trời xuất hiện quần tinh khí tượng, mỗi một ngôi sao cũng tuân theo hoàn mỹ quỹ tích vận chuyển, ẩn nhiên hình thành một tầng tinh không đại kết giới, bao phủ xuống, phải đem quý dịch trấn áp. Hừ, Thanh Sam Ngạn, ta phải đi, ngươi chỉ sợ còn không ngăn được. Quý dịch không chút kinh hoàng, kiếm trong tay chém ngược tinh không, bộc phát ra một hồi đáng sợ khí tức giết hại, cái này cổ đáng sợ kiếm khí, như thủy triều gào thét ra, lại để cho được bầu trời quần tinh, từng vì sao, toàn bộ đổi được loang lổ ảm đạm, tầng này tinh không đại kết giới, cũng bị hắn kiếm khí chém ra một cái khe. Thanh Sam Ngạn mặt liền biến sắc, rên lên một tiếng, rõ ràng đánh giá thấp quý dịch thực lực. Vèo, nhưng, quý dịch thân thể bay sông lên lên, thì phải dọc theo cái kẽ hở kia, chạy khỏi đi ra ngoài. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, hắn ở quý dịch trên mình, lại mơ hồ bắt được một chút võ tổ nhân quả. Quý dịch ám sát Bùi Vũ Hàm, tựa hồ và võ tổ có liên quan. Cảm thấy được một màn này, Diệp Thần càng không muốn quý dịch chạy khỏi, phải đem hắn lưu lại, tra hỏi rõ sau lưng bí mật, dẫu sao và võ tổ có liên quan. Đôi rắn chòm sao, không gian cũi, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, cuồng bạo không gian quy luật lực lượng, bạo xông lên ra. Hắn sau lưng, hiển hóa ra đôi rắn chòm sao vĩ đại khí tượng, thời không đôi rắn đang chuyển động trước, trong đó không gian cổ rắn, ánh sáng lóe lên sáng chói đến trình độ cao nhất. Giờ khắc này Diệp Thần, lại là toàn lực vận dụng đôi rắn chòm sao. Lấy trước mắt hắn tu vi, nếu như toàn lực thi triển đôi rắn chòm sao, tiêu hao cùng giá phải trả,
đó đúng là 10 phần to lớn. Nhưng, vì trấn áp quý dịch, Diệp Thần vậy không do dự, liền trực tiếp bộc phát ra mạnh mẽ không gian chi lực. Hiu hiu hiu, từng cái không gian dây nhỏ, phá không bay ra, nhanh chóng ở quý dịch chung quanh thân thể, cấu trúc thành một cái không gian cũi. Cái này không gian cũi, giống như một cái hình hộp, đem quý dịch phong tỏa ở bên trong. Quý dịch gặp phải không gian phong tỏa, sắc mặt nhất thời đại biến, xem bị kẹt ở hổ phách bên trong côn trùng vậy, phí công dẫy giụa. Nhưng mà, bỏ mặc hắn là khua kiếm chém trẻ, vẫn là ra quyền đá chân, vô luận dùng thần thông gì thủ đoạn, đều không cách nào thoát khỏi Diệp Thần không gian phong tỏa. Đôi rắn chòm sao uy lực, chân thực quá kinh khủng, coi như là quý dịch, cũng không cách nào đối kháng. Thấy quý dễ bị Diệp Thần khốn khóa, Thanh Sam Ngạn và Bùi Vũ Hàm, đều là thất kinh. Luân hồi chi chủ, thần thông của ngươi, quả nhiên là lợi hại, bội phục bội phục. Thanh Sam Ngạn liên tục khen ngợi, ánh mắt vừa nhìn về phía quý dịch, nói cổ tinh môn muốn đuổi giết ta cái này nữ tỳ, có thể thật tốt tốt tra hỏi sau lưng nhân quả, ta cảm thấy chuyện này sau lưng, nhất định khác có kỳ hoặc. Diệp Thần ánh mắt run lên, hướng quý dịch đạo, nói, các ngươi đuổi giết vị này Bùi cô nương, ý muốn vì sao là. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần dùng vận dụng không gian lực lượng, hoàn toàn khóa kín quý dịch động tác, để cho hắn cả người chút nào nhúc nhích không được, miễn được hắn tự sát. Quý dịch nghe được Diệp Thần hỏi, cười lạnh một tiếng, nói các ngươi muốn giết cứ giết, không cần nói nhảm. Luân hồi chi chủ, ta đây là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn không gặp, ngươi thực lực lại đột phá đến như vậy bước. Ngày hôm nay ta chết ở bên trong tay ngươi, ta không lời có thể nói, bất quá, sư phụ ta sẽ thay ta trả thù. Cùng sư phụ ta ban thiên đế xuất quan, chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần lạnh nhạt nói thôi, ngươi không nói, vậy ta liền tự mình xem ngươi trí nhớ. Đạo tông chú đan thuật, cho ta trấn áp. Pháp quyết nặn động, vậy không gian cũi bên trong, nổ lên một cổ ánh sáng màu xanh, tràn đầy huyền diệu đạo uẩn, đạo tông chú đan thuật nhanh mạnh bùng nổ. Ở Diệp Thần đạo tông chú đan thuật nghiền ép hạ, quý dịch thân thể nhanh chóng vặn vẹo, thoát nước, bị bắt xúc đẻ ép, dần dần hóa thành một viên đan dược. À à à, đau khổ kịch liệt, để cho được quý dịch cũng là không chịu nổi, phát ra liên tiếp nhọn kêu thê lương thảm thiết. Luân hồi chi chủ, người chết không được tử tế. Sư phụ sẽ giúp ta trả thù, người chết chắc, người chết chắc. Hắn gầm thét phùng vẫy mấy tiếng, mấy hơi thở thời gian sau đó, cả người liền hoàn toàn hóa thành một viên đan dược. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, liền đem viên đan dược kia chộp vào trong tay, trực tiếp uống vào. Oanh! Ngay tức thì, đan dược tan ra, quý dịch lúc còn sống rất nhiều trí nhớ, từng cái tràn vào Diệp Thần đầu óc bên trong. Những ký ức này, cũng không phải là hoàn chỉnh, mang theo chút mài mòn, dẫu sao đem người đúc luyện thành đan dược trong quá trình, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ xuất hiện mài mòn. Bất quá, cho dù là mài mòn, Diệp Thần cũng biết bắt được, quý dịch sau lưng mục đích. Quý dịch, người đuổi theo giết người phụ nữ này, nàng kêu Bùi Vũ Hàm. Sư phụ, cô gái này, có chỗ nào đặc biệt sao? Ha ha, nàng là ma nữ chuyển thế, chỉ cần ngươi giết nàng, đem đầu của nàng mang về, võ tổ nhất định đạo tâm tan vỡ, chỉ cần hắn đạo tâm tan vỡ, chúng ta lại đi giết hắn, vậy thì đơn giản hơn. À, ma nữ chuyển thế, ma nữ còn chưa có chết tuyệt sao? Đúng vậy, đi đi, đuổi theo giết nàng, cầm đầu của nàng mang về. Diệp Thần từ quý dịch trong trí nhớ, thấy hắn và ban thiên đế đối thoại hình ảnh, biết được một cái động trời tin tức. Cái này Bùi Vũ Hàm, quả nhiên là ma nữ chuyển thế. Diệp Thần nội tâm đại chấn, trước kia hắn chỉ là hoài nghi, nhưng cũng không có xác định. Hiện tại từ ban thiên đế trong miệng, hắn biết tin tức xác thực, trong lòng nhất thời dâng lên sóng gió kinh hoàng, vậy hiện ra vẻ sát ý. Xem Bùi Vũ Hàm hình dáng, nàng hiển nhiên còn không thức tỉnh ma nữ trí nhớ. Một khi nàng thức tỉnh, thậm chí khôi phục ma nữ lực lượng, vậy đối với Diệp Thần mà nói, nàng chính là một con rắn độc. Cho nên, Diệp Thần trong lòng toát ra sát ý, muốn giết Bùi Vũ Hàm, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng, võ tổ đối ma nữ, tựa hồ có cảm tình đặc biệt, đạo tâm có chút ràng buộc. Hắn hôm nay, hiển nhiên không thể tùy tiện động sát thủ, nếu không ma nữ chết, võ tổ đạo tâm, có thể sẽ xuất hiện dao động. Thanh Sam Ngạn gặp Diệp Thần sắc mặt, âm tình phập phồng không chừng, trong lòng hồ nghi, hỏi, luân hồi chi chủ, thế nào?
Cái này quý dịch, trí nhớ có đặc thù gì địa phương? Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, trực tiếp đem lời đề dễ ra, cười nói, không việc gì, hắn trong trí nhớ có rất nhiều mài mòn, ta còn cần thời gian điều nghiên. Thanh Sam huynh, chúng ta trước hay là đi U Thần Ma Quật? Ma nữ nhân quả, Diệp Thần dự định chờ sau này lại xử lý. Dù sao, hắn đã biết Bùi Vũ Hàm thân phận chân thật, trước thời hạn có phòng bị, sẽ không sợ nàng ngất trời. Thanh Sam Ngạn gặp Diệp Thần tựa hồ có chút giấu giếm, nhưng cũng không hỏi tới, cười nói, được, vậy thì lên đường đi. Hắn thúc giục ngôi sao nhỏ, tiếp tục đi U Thần Ma Quật chạy tới. Diệp Thần thì tiếp tục cảm ngộ quý dịch trí nhớ, phát hiện ở quý dịch trong trí nhớ, cất giấu một môn động trời thần thuật, kêu Ma Ban Thiên Lão Quyết. Cái này Ma Ban Thiên Lão Quyết, là Ban Thiên Đế tự tay sáng chế thần thông, cũng là 33 thiên thần thuật một trong, có ăn mòn thiên địa, mài mòn càn khôn, ô nhiễm tinh không khổng lồ uy năng, cực kỳ lợi hại. Bùi Vũ Hàm chính là bị Ma Ban Thiên Lão Quyết tập sát, cho nên đạo tâm xuất hiện bóng mờ, tình nguyện làm nô ngàn năm, cũng không dám lại trực diện quý dịch. Mà quý dịch Ma Ban Thiên Lão Quyết tu vi thành tựu, chỉ là mới vừa nhập môn, xa xa kém hơn Ban Thiên Đế tiêu chuẩn. Ban Thiên Đế Ma Ban Thiên Lão Quyết, uy năng kinh khủng, đủ để ăn mòn thần trí cao khí, năm đó thành công ô nhiễm tổn tiên thiên độn long thung. Đối với cửa này thần thuật, Diệp Thần dâng lên nồng nặc hứng thú. Bất quá đáng tiếc, cửa này thần thuật quá mức phức tạp thâm ảo, hắn đem quý dịch đúc luyện thành đan dược sau đó, tương quan trí nhớ vậy ma tổn điệu, hắn không cách nào đi sâu vào động triệt. Đối mặt tình huống như vậy, Diệp Thần cũng có chút không biết làm sao, thử nghiệm dùng thời gian pháp tắc, tu bổ bộ phận này trí nhớ mài mòn. Còn như hiệu quả như thế nào, vậy sẽ phải chờ thời gian chứng thực. Không cần thiết đã lâu, Thanh Sam Ngạn mang Diệp Thần và Bùi Vũ Hàm, rốt cục thì đi tới mục tiêu. U Thần Ma Quật xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, là một tòa nguy nga đỏ nhạt cự ngọn núi lớn, hình dạng của ngọn núi 10 phần quái dị, vô cùng dữ tợn, giống như ác ma khuôn mặt. Một cái to lớn hang lối vào, hình như là man hoang cự thú miệng to như chậu máu, nhô lên đi ra ngoài nhọn đá, liền phảng phất là mãnh thú răng vậy, để cho người nhìn liền có chút da đầu tê dại. Cái đó lối vào, lộ vẻ lại chính là U Thần Ma Quật lối vào. Diệp Thần, Thanh Sam Ngạn, Bùi Vũ Hàm ba người, hạ xuống U Thần Ma Quật lối vào trước. Đứng ở lối vào, Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, từ U Thần Ma Quật bên trong, truyền tới từng cơn đậm đà nguyên khí chập chờn. Cái này cổ nguyên khí chập chờn, là như vậy tinh thuần, nồng nặc, dư thừa, hàm chứa cường đại lực lượng. Ở U Thần Ma Quật tồi tệ hoàn cảnh nổi bật hạ, cái này nguyên khí năng lượng chập chờn, liền lộ vẻ được càng chân quý. Ở lối vào hai bên, có hai cái đạo tông trưởng lão ở trấn thủ, bọn họ sớm nhận được tin tức, gặp Diệp Thần và Thanh Sam Ngạn tới, liền khom người thi lễ. Gặp qua Luân Hồi Chi Chủ, gặp qua Thanh Sam Thiếu Gia. Thanh Sam Ngạn gật đầu một cái, hỏi, nguyên khí linh triều còn bao lâu xuất hiện? Một cái trưởng lão đáp, phỏng đoán chính là mấy ngày nay, ta cũng không cách nào xác định, nhưng khẳng định sẽ không vượt qua 5 ngày. Thanh Sam Ngạn ha ha cười một tiếng, nói, nguyên khí linh triều lập tức hiện lên, nhưng không có một cái đạo tông đệ tử tới đây, xem ra cũng cho thiên nữ mặt mũi, không muốn cùng nàng tranh đoạt. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nói cái này nguyên khí linh triều, tuyệt không thể để cho thiên nữ nuốt một mình. Thanh Sam Ngạn nói, đây là tự nhiên, Luân Hồi Chi Chủ, chúng ta ở chỗ này chờ, cùng nguyên khí linh triều xuất hiện, lại vào đi cũng không muộn. Nếu không U Thần Ma Quật nội bộ, quanh năm quanh quẩn hắc ám sát khí, đối với thân thể con người cũng là sự đả kích không nhỏ. Dẫu sao chỗ này, truyền thuyết là hồn thiên đế một cái răng răng biến thành, hắc ám sát khí mãnh liệt rất. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, hồn thiên đế răng. Thanh Sam Ngạn nói, đúng vậy, bất quá đây là truyền thuyết, chân tướng cụ thể như thế nào, cũng không người nào biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 495.